Dự án Mega Village được mở bán vào ngày 17 tháng 5 vừa qua đã thu hút gần 500 khách hàng đến tham quan và đặt mua. Mức giá chỉ từ 2,45 tỷ đồng một căn, bao gồm nhà hoàn thiện, đất và sổ đỏ. Mega Village nằm ngay trên mặt tiền đường Vành Đai Trong, cách khúc giao với đường giao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây 600 m. Mega Village tiếp tục được phát triển theo mô hình khu compound an ninh 24/7 với hai mặt giáp sông. Ngoài chốt kiểm soát tại cổng vào khu đô thị, mỗi tiểu khu của Mega Village đều có thêm chốt kiểm tra an ninh riêng để đảm bảo an toàn và sự riêng tư tuyệt đối cho cư dân dự án. Cái đặc điểm ở đây là mình xây thô, nghĩa là mình khống chế được cái không gian kiến trúc bên ngoài. Thì có thể là một hai căn thì kiến trúc nó không hẳn là vượt trội, nhưng mà xét trên cái tổng thể nó có cái đồng đều của cái dự án hơn, thì nhìn mình nghĩ là cái đô thị nó sẽ tốt hơn. Dự án có hơn 4.000 m2 diện tích dành cho khu tiện ích, bao gồm khu cà phê sách, khu tập gym thể thao, khu khám bệnh, khu tennis. Mega Village nằm kế gần bên khu dân cư Mega Residence, Mega Ruby, tiểu khu Sapphire. Khu vực Đông Sài Gòn hiện nay, như mọi người thấy hiện nay đang là một điểm nóng của việc phát triển bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là khu vực đang được thành phố chú trọng đầu tư về mặt cơ sở hạ tầng. Trong thời gian qua thì một số tuyến đường huyết mạch quan trọng được đưa vào khai thác và sử dụng. Việc đấy giúp những cư dân tại khu vực Đông Sài Gòn như quận 2, quận 9 kết nối khi mà di chuyển về trung tâm quận nhất rất là thuận tiện. Mega Village sẽ được quản lý vận hành bởi tập đoàn CB Richard Elite Group, CBRE.